Long là người Bắc Nga. Người Bắc Nga đây. Đây ngọn tay của anh dai vào đây. Các bạn cầm cái mỏng bao này còn kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nó điện này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ cầu này. Không được nghỉ lắm. Like, share, subscribe và hẹn gặp lại.